Bóng đá mới nhất hôm nay mùng 4 tháng 7, bán kết 2 Copa America 2019 Peru đánh bại đương kim vô địch Chile với tỷ số 3-0. Hà Lan lọt vào chung kết World Cup nữ, chạm trán Mỹ. MU chọn xong người thay Lukaku. Juve mua Pogba, bán Dybala, Higuain, Mandzukic là những tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay. Một kịch bản điên rồ nhất đã xảy ra khi Peru đánh bại đương kim vô địch Chile với tỷ số 3-0 để lần đầu tiên sau 44 năm có mặt trong trận chung kết Copa America và đối đầu với chủ nhà Brazil. Lần gần nhất Chile và Peru gặp nhau tại Copa America là ở bán kết năm 2015, trận đấu mà Chile giành chiến thắng với tỷ số 2-1 để giành vé vào chung kết. Sau đó đăng quang ngôi vô địch bằng việc đánh bại đội tuyển Argentina, gặp lại nhau sau 4 năm và cũng tại bán kết, Chile một lần nữa được đánh giá cao hơn so với Peru, khi họ là nhà đương kim vô địch của giải đấu. Với tâm thế cửa trên nên Chile cho thấy thế chủ động bằng việc dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng, chính điều này lại là sai lầm của huấn luyện viên Ricardo Gareca, khi Peru biết cách để khai thác khoảng trống mà hai hậu vệ biên của Chile để lại. Ngay phút thứ 3, đội trưởng Jose Paulo Guerrero thoát xuống rất nhanh bên hành lang cánh trái, loại bỏ hậu vệ Mauricio Isla và chuyển thuận lợi cho Edison Flores. Nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của cầu thủ này lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Chile cũng có câu trả lời 4 phút sau đó. Alexis Sanchez trồng biên đúng nhịp để Bill Zua băng lên và căng ngang chính xác vào trong. Nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm từ khoảng cách 6m của Aranguiz lại đưa bóng đi sát cột dọc gần. Đó cũng là pha bóng đáng chú ý nhất của những nhà đương kim vô địch. Bởi kể từ sau tình huống đó, họ chơi rất bế tắc, các trụ cột thiếu cảm giác bóng, không có sự liên hệ với nhau và hoàn toàn thất thế trước lối chơi pressing chủ động của Peru. Phút 21, từ tình huống sai lầm trong phòng ngự của đội tuyển Chile, Edison Flores lẻn xuống rất nhanh sau lưng hậu vệ Isla để thực hiện cú vuốt bóng ở góc hẹp đánh bại thủ thành Arias mở tỷ số trận đấu. Đây là cái kết được dự báo, bởi trước đó hàng thủ Chile đã nhiều lần thi đấu thiếu tập trung tạo cơ hội cho hàng công Peru dứt điểm. Sau bàn thua, Chile không cho thấy sự khác biệt trong lối chơi, khi tuyến giữa hoàn toàn bị bẻ gãy bởi sự cơ động của Peru. Trong khi đó, với sức trẻ cùng sự hiệu quả trong những pha lên bóng lại giúp Peru tiếp tục có được lợi thế dẫn bàn. Phút 38, thủ thành Arias mắc sai lầm khi băng ra quá xa khung thành để Ander Carrillo có bóng và tạt vào trong để tiền vệ Iosimaio từng thực hiện pha khống chế gọn gàng và dứt điểm vào khung thành, chống từ ngoài vòng cấm. Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Chile chủ động chơi nhanh để tìm kiếm bàn gỡ sớm. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười đối với họ. Cú đánh đầu của Vargas ở phút 51 sau đường đá phạt của đội trưởng Aranguiz lại tìm đến đúng cột dọc xa. Đây dường như là điểm báo không lành đối với nhà đương kim vô địch. Những phút tiếp theo của trận đấu, Chile liên tục dồn ép Peru với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 60%. Rất nhiều những cú bắn phá tới từ Vargas, Sanchez, Arturo Vidal hay Isla đều không thành công, khi hoặc đi thiếu chính xác, hoặc không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn Gales, người có ít nhất 4 pha cứu thua trong hiệp 2. Mải mê dâng cao tấn công mà không thể có bàn thắng, Chile nhận cái kết đắng ở phút bù giờ thứ 2, khi đội trưởng Guerrero phá bẫy việt vị thành công trước khi loại bỏ thủ thành Arias và ghi bàn thắng thứ 3 cho Peru, qua đó đặt dấu chấm hết cho nhà đương kim vô địch. Phút 90+5, Chile được hưởng quả đá phạt 11m sau khi trọng tài sử dụng công nghệ VAR. Tuy nhiên, trên chấm đá phạt, Vargas thực hiện quả Penenka rất thiếu trách nhiệm và bị thủ thành Gales bắt gọn. Một trận thua toàn diện đối với Chile, họ xứng đáng bị loại. Với Peru, đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng và họ hiên ngang vào chung kết Copa America lần đầu tiên sau 44 năm. Hà Lan lọt vào chung kết World Cup nữ, chạm trán Mỹ. Với pha lập công duy nhất ở phút 99 của Jackie Rudin, đội tuyển nữ Hà Lan đã bất ngờ đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn là Thụy Điển để giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup nữ 2019. Ở trận này, Thụy Điển nhập cuộc tốt hơn ở hiệp 1, nhưng không tận dụng được các cơ hội. Sang hiệp 2, Hà Lan chơi lấn lướt hơn và một lần đưa bóng tìm đến xà ngang. Trong hiệp phụ, đội bóng áo da cam đã phá vỡ thế bế tắc bằng một pha dàn xếp tấn công trung lộ đẹp mắt, khi Rudin phá bẫy việt vị để đón được chọc khe của đồng đội và dứt điểm hiểm hóc vào góc xa.
Như vậy, Hà Lan đã lần đầu tiên lọt vào chung kết World Cup và đối thủ của họ sẽ là tuyển Mỹ. Đội bóng đã thắng Anh 2-1 ở trận bán kết đầu tiên. Juventus muốn mua Pogba, đã lên kế hoạch sẵn sàng. Theo Gazzetta dello Sport, Juventus vẫn liên hệ thường xuyên với người đại diện của Pogba là Mino Raiola và đã chuẩn bị sẵn phương án mua lại tiền vệ người Pháp. Theo đó, Juve sẵn sàng trả MU một khoản tiền mặt và để đội bóng Anh chọn một trong ba cầu thủ là Blaise Matuidi, Alessandro và Paulo Dybala, trong đó Alessandro và Dybala từng được liên hệ với chính MU, nhất là Dybala. Trong trường hợp MU chọn Dybala, Juve có thể trả MU thêm 70-80 triệu euro nữa để đổi lấy Pogba. Tuyển thủ Pháp đã công khai ý định rời Old Trafford hè này và chỉ còn chờ MU thống nhất thỏa thuận với đội bóng khác. Ole Gunnar Solskjaer chọn xong người thay Lukaku. Theo truyền thông Anh, Ole Gunnar Solskjaer muốn MU chiêu mộ hoặc Moussa Dembélé hoặc Nicolas Pepe Lin để thay thế Romelu Lukaku. Tiền đạo người Bỉ đã công khai mong muốn ra đi với Inter Milan là bến đỗ tiếp theo nhưng anh không nộp đơn xin chuyển nhượng. Ole cũng không định giữ chân Lukaku và đã cảnh báo nếu ở lại anh sẽ phải dự bị cho Marcus Rashford mùa tới. Cả Dembélé lẫn Pepe đều còn trẻ, đều chơi nổi bật ở League 1 mùa qua và MU có thể dùng tiền bán Lukaku để tái đầu tư vào mùng 1 trong số họ. Đồng đội cũ dự báo Frank Lampard thất bại ở Chelsea. Đồng đội cũ của Lampard ở Chelsea là Emmanuel Petit cho rằng cựu tiền vệ này chưa sẵn sàng cho vị trí huấn luyện viên ở The Blues. Lampard mới đây đã ký hợp đồng 3 năm dẫn dắt Chelsea sau đúng một mùa cầm quân ở Derby County. Frank là người tận tâm, yêu bóng đá, tôn trọng huấn luyện viên, đồng đội và lúc nào cũng tràn đầy tham vọng. Nhưng tôi nghĩ dẫn dắt Chelsea bây giờ còn quá sớm với Frank. Anh ấy chưa sẵn sàng cho thử thách này. Làm huấn luyện viên Chelsea, Lampard hiểu rằng anh ấy sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn. Chelsea không phải Derby County và ở County, Lampard cũng chưa thể giúp câu lạc bộ thăng hạng, thể dùng tiền bán Lukaku để tái đầu tư vào mùng 1 trong số họ. Juventus chính thức ra giá hỏi mua De Ligt. Theo chuyên gia chuyển nhượng Serie A Gianluca Di Marzio, Juve đã đưa ra đề nghị chuyển nhượng chính thức đầu tiên dành cho De Ligt là 55 triệu euro cộng với 10 triệu euro tiền thưởng theo thành tích và đang chờ Ajax trả lời. Trước đó, Juve đã đạt thỏa thuận cá nhân với De Ligt. Trong một diễn biến khác, Fabio Paratici của Juve đã gặp vợ và cũng là đại diện của Mauro Icardi để bàn về vụ chuyển nhượng tiền đạo Argentina này tới Turin với giá khoảng 60 triệu euro và lương 8 triệu euro trên mùa. Theo chiều ngược lại, Higuain, Dybala và Mandzukic đều có thể bị Juve bán đi do họ không phù hợp với triết lý bóng đá của ông Maurizio Sarri. Inter muốn có thêm đồng đội Lukaku. Ngoài chân sút Romelu Lukaku, Inter Milan còn đang để ý đến hậu vệ thất sủng của MU Matteo Darmian, người gần như chắc chắn sẽ rời khỏi Old Trafford mùa hè này. Ở hai mùa giải ngoại hạng Anh gần nhất, Darmian chỉ có 14 lần ra sân và nhiều khả năng sẽ hồi hương. MU mời David De Gea hợp đồng khủng. Trong một nỗ lực giữ chân thủ thành David De Gea, MU mới đây đã mời thủ môn này mức lương 350.000 bảng trên tuần. Trong vòng 5 năm tương đương 91 triệu bảng, De Gea đang được liên hệ với PSG. Tuy nhiên MU vẫn muốn giữ lại người gác nền đáng tin cậy của mình. Atletico Madrid đã chính thức chiêu mộ Joao Felix từ Benfica với mức phí chuyển nhượng lên tới 126 triệu euro. Tiền vệ 19 tuổi người Bồ Đào Nha đã chính thức qua mặt đàn anh đồng hương Cristiano Ronaldo để sở hữu một kỷ lục đáng nể và khiến Real cũng như Barca cũng phải chú ý. Hôm nay mùng 4 tháng 7 năm 2019, giờ Việt Nam, Atletico Madrid đã khiến cả La Liga và thế giới bóng đá chú ý khi chính thức công bố việc đã chiêu mộ thành công cầu thủ mới 19 tuổi Joao Felix từ đội bóng Bồ Đào Nha Benfica với mức phí chuyển nhượng tới 126 triệu euro kèm bản hợp đồng có thời hạn tới 7 năm, cao hơn cả mức phí giải phóng hợp đồng của anh với Benfica là 120 triệu euro. Ở mùa giải 2018-2019, tiền vệ tấn công này chơi 39 trận trên mọi đấu trường, ghi 19 bàn và có 8 pha kiến tạo cho đội chủ sân Zalus. Felix được mệnh danh là Ronaldo mới với lối chơi tốc độ và kỹ thuật. Bản thân Ronaldo từng đánh giá người đàn em này sẽ vươn tầm thành ngôi sao trong tương lai. Tiền vệ tấn công sinh năm 1999 Joao Felix đã thiết lập hàng loạt kỷ lục đáng nể mà mọi cầu thủ trẻ đều mơ ước.
Joao Felix đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Atletico Madrid, vượt xa kỷ lục cũ khi Atletico Madrid mua Thomas Lima từ AS Monaco với giá 60 triệu euro tháng 7 năm 2018. Felix cũng đã vượt mặt đàn anh siêu sao đồng hương Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha đắt nhất lịch sử. Hè 2018, Ronaldo gia nhập Juventus từ Real Madrid với phí chuyển nhượng 100 triệu euro cộng thêm 12 triệu euro tùy thành tích thi đấu. Ngoài ra, số tiền này cũng biến Joao Felix trở thành cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất kể từ đầu mùa hè 2019 qua mặt Eden Hazard, người được Real Madrid mua từ Chelsea với giá 100 triệu euro. Joao Felix cũng đã trở thành cầu thủ đắt giá thứ 4 trong lịch sử bóng đá thế giới. Chỉ có Neymar, Kylian Mbappé và Philippe Coutinho sở hữu mức phí chuyển nhượng cao hơn Felix mà thôi. Trên trang chủ của mình, Atletico Madrid đã thông báo sẽ ký hợp đồng với bảo tàng Prado, nơi đã kỷ niệm 100 năm lịch sử ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Áo đấu in sẵn số 7 dành cho tân binh Joao Felix cũng đã được in sẵn khi anh tiếp quản số áo này từ Antoine Griezmann, người đã xác nhận chia tay Roger Blancos sau 5 năm gắn bó nhưng chưa rõ bến đỗ mới trong sự nghiệp của mình.